xin giới thiệu với các bạn một món ăn nữa, đó là cái món là gà áp hầm thuốc bắc nhé. Là cái gói mà thuốc bắc để mà hầm với gà ấy. Thì từ trước tới giờ thì rất ít khi Hiền ăn cái món này, tại vì Hiền không thích, cho nên là hôm nay là Hiền mua về để hầm cho mẹ ăn luôn đó. Thì trong này như có cái quả này thì không biết, Hiền không biết quả gì luôn này. Cái này là quả táo, còn cái này Hiền không biết luôn, cái này Hiền không biết luôn. Nói chung là có hạt sen, thì chỉ biết mỗi trong này Hiền có biết mỗi hai loại thôi, là hạt sen với quả táo thôi, còn tất cả cái này Hiền không biết. Đây, nhưng mà nó thơm lắm. Thì Hiền gói vào đây nữa nhé. Thế xíu đây Hiền sẽ tắm rửa cho con gà sạch sẽ rồi thì Hiền sẽ xử lý tới cái này nha. Bây giờ Hiền sẽ làm con gà này các bạn, tại vì Hiền mua ở ngoài á thì người ta cũng làm cho Hiền rồi á, cũng làm sạch cho Hiền rồi, nhưng mà về nhà Hiền sẽ làm lại một xíu nữa, tại vì mình còn sắt muối nữa các bạn. Đây là con gà ác này, nó đen thù lù luôn, Hiền không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà nó to đấy các bạn ạ. Hiện tại vì gà ác mà hầm một con nhỏ, hai con thì nó cũng là một lần hầm, thì thôi thì mua một con to này về hầm luôn. Nó thì sẽ làm lại một chút xíu nữa xong rồi là này này nhé. Hiền sát muối nhé. Hiền sẽ sát cái muối vào con gà này để cho nó sạch các bạn ạ. Cho nó hết mấy cái nhớt nheo con gà này. Gà thì xong rồi Hiền sẽ rửa luôn cả cái thuốc bắc này nha các bạn, rửa cho nó sạch một xíu. Tại vì Hiền sợ khi người ta phơi á, người ta không có sạch á. Cái này Hiền đã rửa sơ qua rồi nhá, Hiền rửa mấy cái lớn lớn này này. Đó, nó thơm các bạn ơi. Đó. Còn cái này cũng vậy, để Hiền rửa sơ qua hết này. Cho vào nồi như thế này luôn. Đấy, đây là cái nồi áp suất đấy các bạn. Hiền sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào đây nhá. Nguyên liệu thuốc bắc này này, Hiền sẽ cho vào đây. Hiền sẽ cho một ít ở ngoài cho nó thơm thôi. Đây, Hiền sẽ cho một vài miếng ở ngoài nhá. Hiền cho ít hạt sen ở ngoài nữa. Còn bao nhiêu Hiền nhét vào đây hết nhé. Để cho nó ngọt con gà, ngon con gà này. Đây các bạn nhé, Hiền sẽ dùng cái nĩa này của Maruway Hiền gắn vào con gà cho nó khỏi bị tuột cái ra nhá. Tại vì Hiền không có gắn tăm hoặc là chỉ á, cho nên Hiền lấy cái này Hiền gắn luôn, tại vì cái Maruway này nó cũng có hai cái đầu nhọn thế này này. Thế Hiền để xiên qua, Hiền sẽ gắn vào luôn nhé. Đấy. Sau một lúc vật vã với con gà thì Hiền cũng đã làm xong con gà, nhét hết toàn bộ vào đây rồi này các bạn. Đó. Thì Hiền sẽ để thế này luôn. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Hiền bỏ luôn cả mấy cái này vào đây. Đấy, bỏ ngoài cho nó thơm phung phức. Đấy. Hiền sẽ bỏ khoảng chừng 2 tô nước hay xăm sắp gà lên các bạn. Đấy. Hiền sẽ lường 2 tô nước vào đây. 1 tô. Đấy. 1 tô nữa. 1 tô này là vừa luôn các bạn. Đấy. Rồi. Bỏ vào đây rửa. Thì bây giờ cái nồi hầm gà của Hiền nó cũng đã sôi rồi, các bạn có để ý không? Khi mà cái nồi áp suất ấy, nó sôi nó sẽ xoay như thế này này. Đó, bên trên nó sẽ xoay cái lực ở phía dưới, và cái hơi ở phía dưới nó sẽ trào lên và nó sẽ xoay thế này. Đúng không? Nó chỉ sôi trong vòng khoảng chừng 2 phút thôi là các bạn hãy tắt bếp nhá. Các bạn tắt bếp đi. Đấy, rồi cái nó nén cái hơi lại thì nó rất là nhanh như con gà. Đó. Nãy giờ con gà đã sôi khoảng chừng được 1 phút rồi. Chút xíu nữa Hiền sẽ tắt bếp nha. Nhưng cái này đặc biệt cái này, hai cái này nó là sông không nóng. Để yên dậy cho nó sôi. Đó, nghe à. Đây bắt đầu nó sôi rồi này. Đó, vui tai không? Xì hết hơi rồi á. Đấy, thì bắt đầu Hiền sẽ đậy cái này lại nhá. Đây, khi Hiền đậy cái này lại xong Hiền mở ra. Không. Đây. Ồ, quá đẹp các bạn ơi, cái màu nó vàng ươm luôn. Cái màu vàng ươm luôn các bạn ơi. Đó, thấy không? Đó. Cái màu vàng ươm luôn, con gà nó không bị sao nè. Nhưng mà con gà thực ra con gà nó mềm nữa các bạn, mềm lắm luôn á.
Có thêm mùi thuốc bắc. À thì phải nâng cái đầu nó xuống thế này. Cái nước là thì cho vào luôn. Vàng quá vàng luôn. Các bạn thấy chưa? Là hầm thuốc bắc. Và ưa các bạn. Đó. Cho mình lên đây. Ui thật là đẹp quá đi. Đây là món gà mà Hiền đã hầm xong nha. Bên trong con gà nó vẫn không bị tét ra các bạn. Các bạn hầm vừa phải thôi, con gà sẽ không bị tét. Nhưng mà thịt con gà nó đã mềm rồi. Chân của nó này, lòi cái xương ra này. Đó. Thì đây là nước gà nó vẫn ươm các bạn. Hiền không bỏ một cái gì vào luôn. Những cái mỡ gà nó ra nó vẫn ươm luôn. Con gà này chắc sẽ ngon. Chắc chắn nó sẽ ngon các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy có ngon không? Nhưng mà Hiền thì cảm nhận nó rất là ngon rồi. Thì video của Hiền cũng kết thúc tại đây. Hiền chúc các bạn một bữa thật là ngon miệng với gia đình nhé. Bạn nào mà cảm thấy sau khi coi cái video của Hiền rồi mà cảm thấy thích cái màu của con gà ác quá này, rồi là thích cái món này quá, thử làm giống Hiền xem có ngon hay không, thì các bạn mua một con gà về và làm thử nhé, cho bố mẹ hoặc là chính gia đình mình ăn cũng được đó. Các bạn coi video nhớ đăng ký ủng hộ Hiền với nha, để Hiền lấy thêm động lực để Hiền ra thêm những cái video kế tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.